Chúng ta cùng tiếp tục đến với các trận đấu thuộc khuôn khổ võ cổ truyền. Giải võ cổ truyền toàn quốc năm 2024 vừa mới diễn ra tại Pleiku của tỉnh Gia Lai. Và trước mắt chúng ta là trận đấu có sự xuất hiện của nữ võ sĩ Phạm Phượng, võ sĩ của đơn vị Đồng Nai. Cô sẽ thi đấu với một võ sĩ, mình nhớ không nhầm, của Yên Bái. Đây là trận đấu ở hạng 48kg. Đúng vậy, đây là một võ sĩ của Bình Định. Không phải xanh, võ sĩ là Phạm Thị Phượng của đơn vị Đồng Nai sẽ thi đấu với Bình Định. Và đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của võ sĩ sinh năm 1999 này. Giải võ cổ truyền toàn quốc năm nay thi đấu tại thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai đã diễn ra trong 10 ngày, trong đó có 5 ngày thi đấu đối kháng và 4 ngày thi đấu các nội dung quyền. Trước đó, Bình Định là đơn vị đã có được cờ tạm đoàn ở nội dung quyền. Trước mắt chúng ta sẽ là những trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ của giải đấu này với nội dung đối kháng. Phượng thì đã là một võ sĩ khá tiên tuổi trong làng cổ truyền Việt Nam. Trong vài ba năm qua, cô đã lên ngôi vô địch và giữ vững. Nay là năm thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng tại các giải đấu mà cô tham dự. Ngoài ra thì năm ngoái, Thị Phượng có thành tích quốc tế đầu tiên khi cô là võ sĩ có được tấm huy chương vàng của nội dung Kun Bukato, một nội dung cũng giống như võ cổ truyền mà của Campuchia. Phượng đã thi đấu có những trận đấu xuất thần và qua đó thì đeo được tấm huy chương vàng đầu tiên càng ghê nhận thi đấu võ thuật trên trường quốc tế. Và như những diễn biến chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng Phạm Thị Phượng vẫn còn nhỉnh hơn, đang nhỉnh hơn võ sĩ của Bình Định khá nhiều. Các nội dung của võ cổ truyền trong những năm gần đây đã có những thay đổi đáng kể. Đó là việc trang phục của võ sĩ cũng đã được gọt bớt. Thay vì quần dài thì các võ sĩ này đã được mặc quần ngắn và khá chuẩn so với những mùa giải trước theo một quy chuẩn duy nhất. Đây cũng là một trong những nỗ lực rất đáng khen ngợi của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam cũng như các thành viên để chuẩn hóa võ cổ truyền, và hy vọng là sẽ có cơ hội đưa ra trường quốc tế trong thời gian sớm nhất. Vào tháng 11 tới đây thì giải cúp võ cổ truyền toàn quốc cũng sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố biển Vũng Tàu, và đã có một vài thông tin nói về việc giải đấu đã bắt đầu sử dụng đòn các nội dung thi đấu thuộc hệ chuyên nghiệp, tức là sẽ không đeo nón và không đeo giáp. Các võ sĩ nam thì sẽ là cởi trần, mặc quần đôi, đeo găng và thi đấu. Rất đáng để đón xem vào tháng 11 này. Cùng quay trở lại với các những diễn biến tại trận đấu này thì chúng ta có thể thấy là sự vượt trội của nữ võ sĩ Đồng Nai, người đang đứng góc xanh bên trái màn hình của quý vị. Đòn cổ truyền, điểm tính cổ truyền trong hai mùa giải gần đây cũng đang bắt đầu có sự thay đổi. Việc thay đổi này theo mình tìm hiểu là để cho các võ sĩ tự tin và quyết tâm hơn trong thi đấu, để
Ngày trước thì cổ truyền sẽ thi đấu theo dạng tính điểm, nổ giáp là có điểm. Và trong nhiều trận đấu thì chúng ta có thể nhận thấy việc võ sĩ thậm chí là không cần thì tấn công quá nhiều, sẽ chạy quanh sàn và bảo toàn điểm số để lấy được chiến thắng. Tuy nhiên thì với cách tính điểm mới, vào đầu bốn ngã thì 3 điểm, vào chân, bàn chân 2 điểm, thì cái việc mà các võ sĩ sẽ phải tích cực hơn thi đấu trong hầu hết thời gian thi đấu sẽ đem lại những trận đấu hay hơn, hấp dẫn hơn dành cho môn võ cổ truyền. Và hiệp đấu đầu tiên giữa Phạm Thị Phượng và nữ võ sĩ của Bình Định cũng đã khép lại. Và có lẽ là chiến thắng ở hiệp 1 sẽ thuộc về võ sĩ Phạm Thị Phượng với góc bàn xanh. Cùng đợi xem kết quả. Tuy nhiên đấy là về những mặt cải tiến, còn riêng mình thì cái giải đấu toàn quốc vừa rồi có đi Gia Lai thì nhận thấy cũng có một số điểm hạn chế trong võ cổ truyền, cũng đưa lên đây để mong mọi người cùng thảo luận. Thứ nhất đó là việc cân ký. Ngày trước thì cổ truyền cũng giống như các môn võ khác như của Muay, của Kích hay là Boxing, các võ sĩ sẽ có buổi cân vào buổi sáng, sau đó thì các võ sĩ thi đấu sẽ cân vào buổi sáng, và sau đó thì nếu như mà được cân thì sẽ tiếp tục thi đấu vào buổi chiều và buổi tối. Tuy nhiên thì ở giải cổ truyền năm nay bắt đầu áp dụng việc cân sẽ là cân ba trước ba trận đấu, có nghĩa là các võ sĩ sẽ đồng thời là cân trong trước trận đấu 3 trận, tức là đâu đó khoảng 30 phút. Và nếu như mà võ sĩ không đạt được số cân theo đăng ký thì tất nhiên là sẽ bị loại. Về mặt có điểm à? Theo mình tìm hiểu thì luật này cũng từng xuất hiện ở Việt Nam, ở cổ truyền Việt Nam, tuy nhiên thì cũng đã bị thôi và cũng chưa biết vì sao lại được đưa lại sử dụng. Thì cái việc cân này theo mình không hợp lý với nhiều lý do, trong đó thì cái việc chính đó là việc mà các giải đấu khác, các môn võ khác thì chúng ta đều đã bỏ quy định cắt ra như vậy rồi. Nếu mà chúng ta tiếp tục sử dụng cái cách cân như này thì chắc chắn là những người chịu thiệt sẽ là các võ sĩ, khi mà họ sẽ phải luôn luôn trong tình trạng thiếu năng lượng, ăn uống, và ngoài ra thì thi đấu thì chắc chắn sẽ không được hiệu quả. Thêm một điều nữa đó là việc các trận đấu của võ cổ truyền thì thường bắt đầu từ 8 giờ sáng và 2 giờ chiều. Điều này về mặt khoa học, trong đấy đã mặt và khi ngủ dậy thì cơ thể con người chưa được một trạng thái tốt nhất. Chính vì vậy việc các võ sĩ sẽ phải thi đấu bắt đầu từ 8 giờ sáng và đánh khoảng 13 trận, tức là 2 tiếng trong cuộc sống hôm đó, cũng là không hợp lý theo người Bình Định. Bởi khi mà thể trạng con người không có được cái sức khỏe tốt nhất thì cái việc thi đấu với thể tích cao thì rất khó khăn, và chắc chắn là cũng không có lợi gì cho sức khỏe. Thì đấy chính là những cái mà nhìn thấy không hợp lý. Bởi các môn thi đấu thể thao đa phần sẽ bắt đầu vào buổi chiều hoặc buổi tối, khi đó cơ thể con người sẽ giãn ra và sẽ có được cái thể trạng tốt nhất để thi đấu. Và rõ ràng trong thể thao thì cái việc đạt thể chất cũng như thể trạng tốt rất là quan trọng, để cho vận động viên tinh thần sẵn sàng cống hiến thi đấu. Điều ai cũng biết là thi đấu tại các quốc gia, tại các giải đấu lớn đa phần không có nhiều môn nào. Đánh tiếp. Đa phần buổi sáng sẽ là các Định vẫn loại không muốn bỏ cuộc hơn so với buổi chiều và buổi tối. Đấy là những cái mà mình bất cập trong môn bóng chuyền.
ra thì mình vẫn tán thành cái việc các võ sĩ nên bỏ mũ và bỏ giáp trung kỳ. Điều này thì sẽ làm cho huấn luyện viên của mình dườm già hơn, dễ dàng nhìn xấu hơn so với việc cái trận đấu thoải mái và các võ sĩ sẽ được cống hiến hết mình trong thi đấu. Ngoài ra thì hiệp đấu theo cổ truyền thì sẽ là võ sĩ nào giành được thắng lợi hai hiệp trước sẽ là chung cuộc. Và như vậy với mình cũng không hợp lý vì thể thao thì sẽ luôn luôn có tính bất ngờ. Có lẽ một đòn hiệp không mong muốn đánh vào hạ bộ như Phạm Thị Phượng, nếu như trận đấu này hiệp thứ hai cố tiếp tục thắng thì đồng nghĩa với việc là không phải thi đấu hiệp ba. Trận đấu tiếp tục tại có chút nhắc nhở chính với môn thể thao đó là phạt chơi luôn có tính bất ngờ và việc cho các võ sĩ thi đấu đủ ba hiệp nếu như không có knock out, nếu như không có chấn thương thì có lẽ là hợp lý hơn để cho các võ sĩ có thể tính toán được trong mỗi trận đấu của mình. Thì đó là những thứ mà mình nhìn thấy là không hợp lý tại một giải đấu vô địch cao nhất môn võ trong Việt Nam, mà mọi người có thể phản biện dưới các hình thức comment với mình có cơ hội để trả lời. Ngoài ra thì như chúng ta thấy trận đấu còn khoảng hơn một phút nữa, trận giải một phút nữa, 27 giây nữa. Tần suất các võ sĩ thi đấu rất căng, rất cao. Cao là vì là tần suất thi đấu, nếu như mà muốn vô địch thì sẽ có số lượng trận đấu sẽ rơi vào khoảng 4 trận trong 4 ngày. Có nghĩa là mỗi ngày một trận. Máu lại đỏ rồi. Và chính cái việc mỗi ngày một trận đấy và cộng với một cơ thể không được kích hoạt hết những cái tiềm năng thì theo mình về lâu về dài sẽ đem đến những cái hạn nhiều hơn cái lợi cho một võ sĩ. Hay cụ thể là con người khi mà họ liên tục ép cân, ép ký, duy trì cân nặng và thi đấu trong một trạng thái chưa thực sự thoải mái, đó là những thứ mà mình cảm thấy nên thay đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên thì nói gì thì nói cũng rất là hoan nghênh tinh thần chịu khó thay đổi của Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam và cũng hy vọng rằng là sẽ có những thay đổi tới tích cực hơn nữa để đem đến một mùa giải võ cổ truyền hay hấp dẫn và quan trọng nhất đó là đưa võ cổ truyền quay trở lại với đúng vị thế của nó, một trong những môn võ cổ truyền đa năm tuổi của cha ông ta trong suốt thời kỳ mở nước giữ nước và dựng nước. Và bây giờ thì trận đấu hiệp hấu thứ hai của cặp đấu Đồng Nai và Yên Bái cũng đã kết thúc. Theo quan sát cá nhân thì có lẽ là cũng không có nhiều bất ngờ. Những võ sĩ của Đồng Nai và Thủ Phương trước mặt chúng ta đây sẽ tiếp tục duy trì mình trong. Sai, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mình sẽ tiếp tục đến với mọi người những trận đấu hay tại giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 33 2024. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những trận đấu hay tiếp theo trong thời gian ngắn tới. Cảm ơn mọi người. Các bạn sẽ thắng cuộc.